khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích lính Ukraine bên bờ sông Kherson. Nga công bố video tên lửa Iskander tấn công lực lượng Ukraine tập trung tại chân cầu Antonovsky ở tỉnh Kherson, cho biết 30 binh sĩ đối phương thiệt mạng. Hãng tin Nga RIA Novosti hôm 30 tháng 6 công bố video cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander nhằm vào vị trí tập trung binh sĩ Ukraine ở chân cầu chiến lược Antonovsky bên phía bờ sông Dnieper ở tỉnh Kherson. Video được quay bằng camera hồng ngoại trên máy bay không người lái UAV Nga, cho thấy quầng lửa lớn bùng lên ở khu vực chân cầu. Nhóm tác chiến Dnieper tiếp tục loại bỏ những đơn vị đối phương khỏi khu vực quanh cầu Antonovsky. Một tên lửa Iskander đã đánh trúng mục tiêu, khiến 30 lính Ukraine thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Quyền thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Sando viết trên Telegram. Quan chức Nga nói rằng binh sĩ Ukraine đang ẩn nấp trong các ngôi nhà nằm hai bên chân cầu và hạn chế lộ diện nhằm tránh bị tập kích. Pháo binh đang bắn phá trước khi lính đặc nhiệm được triển khai để truy quét tàn quân ở khu vực này, ông Sando nói thêm. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Quân đội Ukraine chưa tổ chức được các đợt vượt sông quy mô lớn với khí tải hạng nặng, mà chỉ triển khai từng quán quân nhỏ để bổ sung lực lượng và tiếp tế hậu cần, cũng như sơ tán thương binh về tuyến sau. Billy, tham mưu trưởng trung đoàn đổ bộ đường không Nga triển khai ở khu vực hôm 29 tháng 6 nói rằng các đơn vị Nga từng phải rút khỏi đài quan sát và cứ điểm tiền phương nằm trên cù lao giữa sông sau khi đập thủy điện Kakhovka bị phá hủy. Điều này tạo điều kiện cho Ukraine triển khai lực lượng vượt sông nhằm tiếp cận bờ đông do Nga kiểm soát. Đối phương lợi dụng địa thế cao hơn ở bờ Tây để công kích và vượt sông bằng cách di chuyển bên dưới cầu. Họ đang tập kết trên bãi bồi lầy lội quanh chân cầu và chưa thể tiến vào đất liền. Nỗ lực đổ bộ lên bờ đông sông Dnieper nhằm thể hiện quân đội Ukraine đang hiện diện tại đây. Nhưng đối phương hứng chịu thiệt hại nặng nề, các binh sĩ gần như phải lao vào nhiệm vụ tự sát, Billy nói. Cầu Antonovsky bắc qua sông Dnieper có 30 nhịp với tổng chiều dài 1.366m, rộng 25m, được đưa vào hoạt động năm 1985. Trước khi Liên Xô xây dựng cầu Antonovsky, ô tô có thể qua sông Dnieper bằng tuyến đường đi qua đập thủy điện Kakhovka hoặc bằng phà. Cầu Antonovsky liên tục bị quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS tập kích gây hư hỏng hồi giữa năm ngoái. Cây cầu bị gãy thành nhiều đoạn và không được phục hồi sau khi lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson hồi tháng 11 năm 2022. Mỹ nhận định đợt phản công của Ukraine không như kỳ vọng. Quan chức Nhà Trắng nhận định giai đoạn đầu đợt phản công của Ukraine không như kỳ vọng, song khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với phía Ukraine, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 30 tháng 6 cho biết. Chúng tôi tiếp tục làm những gì có thể để giúp họ phản công, như huấn luyện cấp lữ đoàn, các năng lực bổ sung, đưa ra lời khuyên và cung cấp thông tin. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ khi Ukraine triển khai được phản công, song họ sẽ quyết định đi đâu và tiến nhanh thế nào. Ông Kirby đánh giá lực lượng Ukraine đạt được một số tiến bộ, song chính họ thừa nhận rằng điều này không nhiều như họ mong muốn. Ông Kirby từ chối nhận định chiến sự Nga-Ukraine có thể kéo dài trong bao lâu nữa. Các quan chức Mỹ tuần trước nhận định đợt phản công của Ukraine không đáp ứng bất cứ kỳ vọng nào trên chiến trường, trong khi các đợt tiến công cho thấy tuyến phòng thủ của Nga đã được củng cố vững chắc. Nga phá hủy nhiều xe tăng cùng thiết giáp của Ukraine bằng vũ khí chống tăng và mìn, cũng như triển khai năng lực tác chiến đường không hiệu quả hơn. Một quan chức phương Tây nhận định lực lượng Ukraine đang tỏ ra dễ tổn thương trước các bãi mìn và Nga có năng lực phòng thủ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Đại tướng Matt Milley ngày 30 tháng 6 đánh giá tốc độ tiến quân của Ukraine chậm hơn kỳ vọng là một phần bản chất chiến sự. Tôi đã nói rằng điều này sẽ mất 6 đến 10 tuần, rất khó khăn, rất dài và vô cùng đẫm máu, tướng Milley nhận định. Ukraine tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công bắt đầu từ đầu tháng 6. Ukraine nhiều lần tuyên bố đợt phản công thành công một phần và quân đội nước này đang tiến lên mỗi ngày, đồng thời thông báo đã tái kiểm soát 9 ngôi làng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine mất nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng chủ lực Leopard 2 và thiết giáp M2 Bradley. Ukraine nhấn mạnh giai đoạn chính còn ở phía trước và hối thúc phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Một số quan chức Ukraine khẳng định nước này không cố ý trì hoãn đợt phản công. Tuy nhiên, các bãi mìn và ưu thế trên không của Nga cũng như thời tiết xấu cản trở bước tiến của lực lượng Ukraine. Họ cũng bày tỏ mong muốn lực lượng Ukraine có thể tiến nhanh hơn trong đợt phản công.
Trong khi đó, các quan chức Nga ngày 22 tháng 6 nói Ukraine mất hơn 13.000 binh sĩ, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng nhiều xe tăng thiết giáp sau 16 ngày triển khai nỗ lực bất thành nhằm phá vỡ phòng tuyến của Nga. Họ nhận định tổn thất đáng kể khiến quân đội Ukraine phải giảm hoạt động để tái tập hợp lực lượng. Người Việt ở Nga kể ngày thấp thỏm trong vụ nổi loạn của Wagner. Nhiều người Việt ở miền Nam Nga đã rất hoang mang lo lắng khi lực lượng Wagner xuất hiện tại thành phố họ sống trong cuộc bạo loạn bất ngờ. Sáng sớm ngày 24 tháng 6, ông Hoàng, người Việt sống tại tỉnh Rostov, miền Nam Nga, choàng tỉnh khi chuông điện thoại vang lên. Ông không kịp bắt máy nhưng tỉnh cả ngủ khi nhận ra đó là số điện thoại của người em họ. Phải có chuyện gì bất thường thì cậu ấy mới liên lạc lúc sáng sớm như vậy. Chưa kịp gọi lại thì tôi nhận tới tấp các cuộc gọi từ tiểu thương Việt Nam ở khu chợ trong thành phố. Ông Hoàng, người kinh doanh tại khu chợ ở Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov, nói với VN Express. Các tiểu thương gọi cho ông thông báo bảo vệ chợ không mở cửa để họ vào quầy. Vốn là người có tiếng nói với ban quản lý, ông Hoàng lập tức liên lạc với giám đốc điều hành chợ và giật mình khi nghe giọng nói khác thường của vị quản lý người Nga. Ông ấy nói toàn tỉnh đang phải ứng phó tình huống khủng bố, tất cả người Việt Nam cần ở trong nhà, ông Hoàng kể. Ra chợ nắm bắt thông tin, ông và mọi người sửng sốt khi biết tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang kéo tới thủ phủ tỉnh Rostov. Từ rạng sáng ngày 24 tháng 6, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin điều hàng nghìn tay súng từ chiến trường Ukraine vượt biên giới về Nga để đòi công lý sau khi cáo buộc Bộ Quốc phòng tiến hành cuộc không kích nhắm vào doanh trại của lực lượng này khiến nhiều người chết. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc trên, cơ quan an ninh Nga FSB thông báo mở cuộc điều tra với Prigozhin vì hành vi xúi giục nổi loạn chống lại Bộ Quốc phòng. Vài tiếng nổ rất lớn xuất hiện bên kia bờ sông nơi tôi cư trú. Đứng từ xa vẫn thấy khói đen bốc lên bầu trời, Hải Phạm 26 tuổi, sinh viên ở Rostov-on-Don kể. Giao thông từ Rostov-on-Don đến các thành phố khác lập tức bị phong tỏa. Trong lúc đang hoang mang, không biết xử lý thế nào, ông Hoàng nhận được cuộc gọi thông báo tình hình và hướng giải quyết từ Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó cũng khuyến nghị công dân đang ở các thành phố phía Nam nước Nga và thủ đô Moscow tuân thủ luật pháp và hướng dẫn của chính quyền sở tại. Công dân nên ở trong nhà, hạn chế tham gia hoạt động tụ tập đông người hoặc có chuyến đi xa trong lãnh thổ Nga. Nhận thấy lính Wagner không làm hại người dân khi tiến vào kiểm soát trụ sở, quân khu miền Nam Nga, ông Hoàng đề nghị bà con tiểu thương Việt về nhà, giữ liên lạc, đồng thời thông báo cho các hộ kinh doanh khác không ra chợ, đóng cửa chờ tình hình. Hải cũng nhận được thông báo nghỉ làm thêm tại quán ăn gần nhà. Trung Wagner Prigozhin khẳng định đây là cuộc hành quân đòi công lý, không phải đảo chính và không cản trở quân đội Nga. Ông tuyên bố kiểm soát thành phố Rostov-on-Don để buộc Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới gặp ông. Nếu họ không đến, chúng tôi sẽ tiến về Moscow, Trung Wagner nói. Đến trưa ngày 24 tháng 6, các đơn vị Wagner tiếp tục tiến qua Voronezh ở phía nam thủ đô Moscow và tuyên bố kiểm soát thêm cơ sở quân sự tại thành phố này. Đó là khi Trần Nguyên Giáp nghe thấy tiếng nổ lớn khi cùng gia đình đi mua sắm ở khu chợ City Park Grad tại Voronezh. Sinh viên 20 tuổi này lúc đó chưa hay biết lực lượng Wagner đã kiểm soát các cơ sở quân sự ở Rostov-on-Don và đang tiến qua khu vực mình sinh sống. Chúng tôi và mọi người xung quanh hối hả, tất bật bảo nhau về nhà sau tiếng nổ. Giáp nhớ lại, cho hay quân đội, xe tăng, trực thăng, trinh sát Nga đã cắm chốt ở tuyến đường gia đình về nhà, cách chợ khoảng 3 km. Giới chức Nga tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố ở khu vực này, ban hành các hạn chế đi lại, một số trường học áp lệnh cấm sinh viên rời ký túc xá, kho dầu tại thành phố Voronezh bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó phát biểu trên truyền hình lên án cuộc nổi loạn của Wagner là hành vi phản quốc. Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các tay súng của tổ chức này rời bỏ ông trùm Prigozhin, cam đoan bảo đảm an toàn cho họ. Tuy nhiên, Prigozhin tuyên bố ông và các tay súng sẽ không đầu hàng mà tiếp tục điều lực lượng tiến về phía Lipetsk, cách Moscow khoảng 400 km. Gia đình Giáp về tới nhà và đóng cửa chờ tin theo khuyến cáo của giới chức. Tất cả đều gác lại dự định trong ngày, ai cũng hết sức hoang mang, lo lắng, anh kể. Trước tuyên bố hướng về phía thủ đô của Wagner, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã yêu cầu người dân hạn chế đi lại do thành phố đang áp đặt cơ chế chống khủng bố. Ông nói tình hình khó khăn và thông báo người dân sẽ được nghỉ làm vào ngày 26 tháng 6 để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, do quân đội đề cao cảnh giác, nhiều người Việt tại thủ đô Nga cho hay tình hình an ninh trong ngày 24 tháng 6 vẫn ổn định. Nhiều người tiếp tục ra mặt, ngoại ô nướng thịt, đi mua sắm, ăn uống dịp cuối tuần, dù một số sự kiện lớn bị hủy. Các biện pháp đưa ra là cần thiết, giới chức kịp thời trấn an nên người dân đều tin tưởng vấn đề sẽ được giải quyết.
không có hỗn loạn hay xáo trộn quá lớn nào cho cuộc sống thường nhật. Vân Anh sinh sống tại Moscow chia sẻ. Trong khi đó, dù nằm dưới sự kiểm soát của Wagner, tình hình an ninh ở Rostov, Odon và Voronezh cũng không nghiêm trọng khi đụng độ không nổ ra và dân thường không bị ảnh hưởng. Ông Hoàng cho hay khi tình hình trở nên rõ ràng hơn, bà con ở Rostov, Odon cũng bớt sợ hãi hơn. Nỗi lo của gia đình Giáp ở Voronezh cũng nhanh chóng trôi qua khi khu vực nơi anh sinh sống được quân đội Nga bảo vệ nghiêm ngặt. Tối ngày 24 tháng 6, Prigozhin bất ngờ ra lệnh cho thành viên Wagner trở về doanh trại để tránh đổ máu, sau khi đạt thỏa thuận với Điện Kremlin để ông này được miễn tố và rời khỏi Nga tới Belarus. Lính Wagner sau đó rút khỏi Rostov-on-Don, chấm dứt cuộc khủng hoảng an ninh được cho là nghiêm trọng nhất tại Nga trong nhiều thập kỷ. Đến sáng ngày 25 tháng 6, ông Hoàng cho biết cuộc sống của cộng đồng người Việt tại thành phố này đã trở lại bình thường. Tình hình ở Voronezh cũng đã ổn định. Dù đám cháy kho dầu tại thành phố chưa được dập tắt hoàn toàn, ai cũng mong căng thẳng quân sự chấm dứt để nước Nga yên bình trở lại như xưa. Giáp, người đã sống 10 năm tại Voronezh, nói.